hẹn tao đến đây ta. Anh. Ủa, tao tới hả? Em mọi người đồn đại em là một người có khả năng mà dịch chuyển tức thời rồi. Đúng rồi, nãy là em nhảy từ nhà em qua đây đấy. Nãy giờ anh đi bộ, anh không hề đi xe, anh rất mỏi, anh rất mệt. Nhà hàng là ở lầu 5. Em có nào chỉ anh bây giờ mình đang ở dưới đất mà mình lên thẳng lầu 5 luôn được. Thật ra cái này là cũng phải luyện kỹ lắm. Rồi bây giờ sao? Mình nghĩ đến một nơi mà mình muốn tới. Rồi sao rồi? Sau đấy mình nhắm mắt vào. Và sau đấy là mình tập trung hết cái năng lượng của mình vào cái địa điểm đấy và nhảy lên. Tập trung hết năng lượng vào. Nào. Bây giờ nha, lầu 5, lầu 5 nào. Ủa, anh đi đâu đấy? Sao em lại ở đây? Sao anh ở đây? Là đang đột nhập anh Hoàng vào nhà hàng đó mà sao bây giờ lại ra em? Anh Hoàng em, đâu? Em đang gửi xe, xong rồi tự nhiên cái không biết làm sao cái ra đây luôn. Cứu tôi! Cứu! Cứu tôi với! Ôi! Sợ quá! Đức Anh thấy không? Em sorry anh. Nói chung là cái này phải có duyên lắm. Thì mới có thể đột nhập một cách văn minh, lịch sự và hợp lệ, hợp pháp được. Không những sao hết. Miễn sao là Hoàng Đá Bơ được ăn ngon mỗi tuần để cảm nhận được hạnh phúc. Với Quán Ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Vi thực hiện. Và rất cảm ơn trang thông tin điện tử showbiz.vn đã bảo trợ truyền thông cho chương trình. Và niềm vui đầu tiên ngày hôm nay chính là sự xuất hiện của khách mời Đức Anh. Nhà sáng tạo nội dung rất là quen thuộc với các bạn trẻ. Bên lượt đáng yêu dễ thương ơi, bữa nay em chi trả. Ghê quá, được rồi, đi. Phải vậy chứ. Hết rồi à? Lâu lâu mình phải dùng nhan sắc chứ. Đi, này ngon lắm nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món khai vị đầu tiên. Chứ mời em. Đầu tiên là ở đây mình làm một chuyện đi. Đó là mình sẽ ngửi nước hoa và chọn ra các hương nước hoa mà hai anh thích. Ok, xong rồi. Rồi, đưa đây. Ăn mà bữa nay cầu kỳ quá ta. Ok. Nhìn bí hiểm. Tí nữa mọi người sẽ biết. Ồ. Mắc quá. Dạ xin chào ạ. Hôm nay em xin gửi đến mọi người set ăn được đáy menu từ những vùng biển của Việt Nam ạ. Em xin phép gửi món đầu tiên. Dạ đây là bánh mì Hội An ạ. Bánh mì Hội An. Dạ em ơi, phần xung quanh là bột gì vậy em? Dạ xung quanh là bột phô mai ạ. Bột phô mai. Nhìn đẹp mắt quá, nhìn sang ha. Đúng là tinh gọn ha, đúng như chữ ừ. À. Chính là cái mùi hồi nãy tôi anh chọn. Dạ đúng rồi. Là ra loại nước uống. Thôi cầu kỳ quá em. Vậy là anh chọn cái màu vàng vàng hồi nãy. Thì giờ ra cái ly này tên gì? Đá me. Dạ đá me. Đá me. Dạ. Ồ. Chua chua. Anh thấy nồng nồng. Có chút xíu cồn thì phải. Dạ đúng rồi. Bên đây là cocktail à. À cocktail ngon quá. Ngon quá. Ly của em gọi là gin hoa cúc, thế ngư hoa cúc. Hoa cúc hả? Thơm ơi là thơm luôn. Ờ. Còn bé Lu, ly của em màu tím tím cũng đẹp quá kìa, giống khoai môn vậy. Ly của em có tên là Lavender Oolong. Trong này sẽ có oolong nè, có lavender, có sữa dừa trong này, với lại có hoa đậu biếc. Bây giờ tụi anh xin phép là sẽ dùng món này trước. Bánh mì Hội An rất là đẹp mắt. Dùng tay được đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi, đẹp quá. Bánh mì ở phần dưới là bánh mì, nhưng phần ở giữa là gì? Chắc dạ, là phần ở giữa là gan cá mặt quỷ ạ. Cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ là con cá như nào? Con cá nhìn cái mặt rất giống anh. Rất giống anh. Nhưng thịt nó rất ngọt, rất ngon. Nhìn vậy chứ không phải vậy. À, điểm xuyến ở trên là phần gì đen đen vậy? Dạ, đó là phần trứng cá chuồng đen. Trứng cá chuồng. Trứng cá chuồng, à, anh tưởng là caviar gì? Caviar thì cái kích thước của nó lớn hơn. Lớn xin. Hơn. Phần này em xin phép được xịt vàng lên như cái món ăn của mình á. Để món ăn của mình thêm phần đặc sắc hơn ạ. Dạ. Dạ. Ui. Rồi.
7 nha. Dạ. Trời. Nó ngậy quá. Nó ăn thích cái béo này. Cái béo này đã được hài hòa bởi miếng đồ như chua. Là hải chui đồ chua ở giữa. Dạ. Rồi bên cạnh đó là phần bột của bánh mì. Ban đầu những vết cắn đầu tiên là rất là giòn, nhưng càng nhai thì đương nhiên nó càng mềm và tan ra, hòa quyện chung với độ béo một chút xíu dẻo dẻo của phần gan. Và gan rất là thơm quý vị ơi. Em thấy mọi thứ quyện vào nhau và nó làm nên một cái mùi rất là ngậy trong miệng của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn 10 món như vậy là vừa đủ cho anh lên món thứ hai đi Kim. Dạ, em xin phép ạ. Dạ, bên em là nhà hàng Omakase, phục vụ theo kiểu dạng fine dining. Omakase là món ăn cao cấp của Nhật Bản, phục vụ theo phong cách là không có menu. Dạ, còn tụi em gọi là Omakase kết hợp với fine dining bởi vì tụi em làm những món ăn là Omakase nhưng mà phong cách phục vụ của tụi em sẽ là fine dining. Có người ra trò chuyện với khách rồi sẽ phục vụ tại bàn cho khách và lên theo từng món từng món. Hiện tại thì bên em đang giấu menu và không cho khách biết menu đó là gì. Dạ, tụi em sẽ cho những cái demo giống như là hôm đó tụi em sẽ phục vụ những cái món gì. Thông tin về nguyên liệu. Dạ, trước. Dạ đúng rồi. Dạ, đây là món bánh xèo trứng. Nguyên liệu. Dạ, bánh xèo chả trứng mực ạ. Bánh xèo chả trứng mực là bánh xèo không có trứng mực. Dạ, bây giờ em sẽ phục vụ và để cho anh thấy được món ăn bên trong nha. Ờ, đó anh tò mò quá à. Em sẽ phép không ạ? Xúc xắc, trời ơi, chui ăn nhưng mà nó đã về phần thị giác mọi người ơi. Trời ơi, thơm quá. Phần vỏ bên ngoài là phần rong biển. Em đã chiên giòn lên, phục vụ cùng với lại trứng mực. Dạ. Phía trên vẫn là trứng cái chuồng đen ạ. À, nhưng mà cái phần nhân to ở giữa là chả hả em? Dạ đúng rồi. Là chả cá. Trứng của con mực, em trứng lấy để làm chả. Lấy ra làm chả. Dạ đúng rồi. Cực thơm luôn, wow, rất ấn tượng. Dai lắm nha. Dai á là vì cái phần rong biển chiên, đâm ra là cái phần rong biển nó kết dính hơn so với là rong biển sấy khô. Còn chả cằn cắn nó cái vị mặn nó tiết ra đúng là mùi biển cả luôn, ngon nè. Cái hợp chung trứng cá chuồng nữa, mặn mặn nha. Cái vị mặn này nó khá là lạ. Đây có một loại rau dấp cá. Dạ đúng rồi. Em đang hơi tiếc thôi. Tiếc gì? Tại vì thực ra là với em thì trải nghiệm của em với cái rong biển này nó không tốt lắm. Tại vì là em tưởng tượng rằng là khi mà cắn một miếng thì nó sẽ phải có cái độ giòn. Bởi vì là với em nha, tức là đã lấy cảm hứng là bánh xèo thì em sẽ cần có cái độ giòn của cái bánh xèo. Nhưng mà khi mà cắn cái này á thì rõ ràng là nó bị dai và nó sẽ hơi dầu một chút xíu. Do lỗi anh chọn vị trí máy lạnh sai, nên mình thẳng xuống cái máy lạnh, cho nên nó trực tiếp vô món ăn, nó làm nguội nhanh. Không mấy giờ anh dời cái bàn vô bếp luôn được em, ngồi ngay bếp luôn. Dạ em sẽ phép gửi món tiếp theo ạ. Dạ món thứ ba. Dạ em sẽ được phép giới thiệu ạ. Đây là món ta tác cá ngừ ạ. Em làm theo kiểu Nhật ạ. Cá ngừ thì em sử dụng là cá ngừ dây xanh Phú Yên ạ. Vậy là không những là cá ngừ mà gọi là mắt cá ngừ luôn. Và anh thấy là điểm nhấn ở giữa chính là cái nhãn cầu. Dạ. Là con mắt là cái... Dạ, em sử dụng lòng đỏ trứng cút. Dạ rồi. À, trứng cút này anh hình như là ăn tươi sống luôn em. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Dường như là giống như một món salad gì em ha. Dạ đúng rồi ạ. Đây là món trong món khai vị. Tươi sống luôn bảo sao. Đúng kiểu Nhật Bản. Thơm mà nghe. Thì phần chân cút vừa béo béo đó anh. Mà món này thì không thể ăn nóng được, anh cảm nhận về. Nó phải là lạnh một tí. Dạ đúng rồi. Bé Lu có cần bổ sung cái gì hả? Không có tiếc gì nữa không ạ? Không có tiếc gì hết. Chứ em còn đồ nóng nó giòn nữa, không có đâu nha. Cơ bản tách ta thì nó phải ở một cái nhiệt độ lạnh. Món tiếp theo là nóng hay lạnh em? Dạ, để nó không muốn lạnh. Dạ rồi, mời em lên món đi. Dạ lên.
mình cứ hồi hộp với quý vị, tại vì không biết điều bất ngờ nào xảy ra đấy. Mà coi là dạ em gửi à, đây là phần hào sống sót su su à. Rồi mời mọi người. Dạ. Chua. Nó là sốt dư là vị chua. Dạ, dư là trái húp của bên Nhật ạ. Oh. Mỗi lần em ăn hàu là em bắt quả chanh. Dạ đúng. Còn rồi. Ngày hôm nay thay vì quả chanh là mình bắt quất vào. Dạ. Ăn thơm hơn rất nhiều. Rất thơm, ngọt, hành. Ủa cái phần giòn giòn là? Phần giòn giòn là nấm tuyết. Nấm tuyết. Trời ngon quá. Như con sứa. Dạ đúng rồi. Ăn con không đủ hay sao á? Nó cứ thòm thèm á em. Ngon quá quý vị ơi. Hàu tươi hàu sống thì chắc như quý vị cũng đã thưởng thức nhiều rồi, nhưng mà ăn chung với nấm tuyết, cái độ giòn của nấm tuyết rồi cái vị chua chua ngọt ngọt mà rất là cô đặc của sốt dưa dư, một cảm giác hoàn hảo nha. Nhưng mà món này em còn ăn lạnh hơn nữa không? Với em thì sẽ cần lạnh hơn. Lạnh em, hơn nữa. Em cũng muốn ăn món này lạnh. Tại vì là khi mà để ở một cái nhiệt độ lạnh á, thì cảm giác cho vào miệng á nó sẽ tươi hơn. Và với em thì kể cả cái sốt dư dư nằm trong cái trái thủy tinh bong bóng ấy thì cũng sẽ cần có một cái nhiệt độ lạnh một chút xíu, làm cho mình cái vị giác của mình với lại cái giác quan của mình kiểu nó wow hơn một chút xíu. Cảm ơn Lý Trần. Dạ, cảm ơn. Dạ, mình lên món tiếp em ha. Dạ, em xin phép ạ. Rất ngon ạ. Đây là phần sò điệp hoa hồng ạ. Ở phần sò điệp Hokkaido này em sẽ xin phép được trình diễn với lại mấy anh chị một xíu ạ. Em xin phép ạ. Hơi lạnh nha. Đây đây, phô sò điệp đây đây. Sò điệp ở đây. Rồi. Một cái lát mỏng mỏng của Đức Anh là củ cải. Rồi. Rất thơm. Mát lạnh nha. Sò điệp rất là tươi. Như vậy là nguyên liệu bên nhà hàng của mình là phải nhập khẩu trực tiếp từ Hokkaido về. Dạ. Thấy không? Đẳng cấp. Ngon quá. Do người Việt nghĩ ra hay do người Nhật nghĩ ra món này em? Dạ, những món này hiện tại là do em nghĩ ra. Em là bếp trưởng của nhà hàng. Vỗ tay. Vỗ tay. Trời ơi, ai mà lấy được là phúc phần lắm đó. Dạ chị, cho em món tiếp theo. Dạ vâng, em xin phép là món tiếp theo. Dạ. Đây là phần niri sashimi cá ngừ ạ. Dạ, rất đẹp. Đồ bằng gốm đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Cũng là một cái chất liệu dân gian Việt Nam mình. Dạ đúng rồi. Đẹp, rất đẹp, rất tinh tế. Mỗi món ăn như vậy thì chúng ta có được cái phần mãn nhãn với phần thiết kế rất là đẹp mắt. Mình chỉ ăn này thôi mà ông. Lá sen. Không ăn cả lá sen luôn. Ủa, ăn lá sen hả? Dùng đũa. Ăn cái này cục to á. Cái này có chức năng này che mồm. Sao? Cái mồm rất khô á. À, che mồm à. Trứng cá trong này không anh? Dạ đúng rồi, dạ trứng cá chuồng ạ. Ngon, tươi, cái cảm giác miệng mình rất là mát luôn em. Với lại là ở trong thì bạn cũng cho wasabi một cái lượng rất là vừa phải á, tại vì ăn nó không có bị hăng. Bị sọc đúng không? Đúng rồi. Thế là ăn rất là vừa luôn, kiểu vẫn cảm nhận được cái hương vị của cá ngừ ở trong vào miệng của mình. Ngon quá, cảm ơn em. Dạ. Mình thêm món nữa ha. Dạ. Đây là phần steak bò wagyu bên em ạ. Em xin gửi đến anh chị là sốt bún bò Huế. Yeah, đẹp mắt quá.
Đó, cái nước sốt này là đúng mùi bún bò Huế luôn đó. Anh ăn ăn cũng thấy đúng vị bún bò Huế luôn. Chính là món này, bún bò Huế, hương vị đó luôn. Thịt cực kỳ mềm, vẫn có độ béo của phần mỡ bên trong của bò Wagyu. Càng nhai càng ăn là cái mùi bún bò Huế thân quen của Việt Nam chúng ta nó trỗi dậy nè. Thực ra là hồi nãy lúc mà bạn giới thiệu là cái sốt bún bò Huế này thì em khá là bất ngờ. Và đúng thật là khi mà thưởng thức thật sự là có thể gọi là một cái sự respect dành cho bạn. Tại vì là một đầu bếp trẻ nhưng có thể sáng tạo có đó. Một cái cách sáng tạo và cũng khá là liều trong cái việc là chế biến một cái loại sốt kết hợp cùng với lại bò. Nhưng mà cho chị hỏi là sao lại là bún bò Huế mà không phải là một cái loại sốt khác? Thì ở set menu trước thì tụi em làm sốt bò kho. Cũng là đặc một cái đặc trưng gì đó của Việt Nam. Tại vì set thì người ta sẽ nghĩ tới châu Âu nhiều. Nên là tụi em kết hợp với lại một loại sốt của Việt Nam để mang theo hương vị quê hương của mình đến cho thực khách. Wow, thật sự rất là ngưỡng mộ với cái tấm lòng vừa ham học hỏi vừa sáng tạo của bạn đó Trân ơi. Tại vì anh cùng với lại Chanulu cũng đã từng ăn những món kết hợp fusion giống như là hamburger phở bò. Thì có vị phở trong hamburger. Nhưng ngày hôm nay ăn một bún steak nhưng mà lại có vị bún bò Huế. Nhưng mà nó cực kỳ hợp lý luôn. Đâm ra mình cảm thấy rất là thân quen, mới lạ và ấn tượng. Tại vì cái kết cấu của sốt á, có cái độ đặc nó rất là vừa phải. Cái độ sệt vừa, cái hương vị cho vào cũng cân bằng với lại cái miếng thịt bò. Nên với em thì món này thì chắc là em sẽ cho bạn 9 điểm. Tại vì trước rồi em ăn thì em cảm thấy rất là thích cái món này. Anh rất là ấn tượng. Mời em lên món tiếp ha. Dạ. Đây là phần mì ramen. Mì ramen? Dạ. Sốt cho trứng cá tiết và dùng kèm với lại ghẹ hàm ninh ạ. Nó còn ấm ấm nè. Còn đây là nước sốt gì vậy? Dạ đây là sốt kem trứng cá tuyết ạ. Wow, thì không á, kem mà còn trứng cá tuyết nữa. Em thấy là cái độ béo trong cái món này nó vừa, nó không có làm cho mình bị cảm thấy là bị ngấy. Với lại là một cái em thích là bởi vì là có sử dụng nguyên liệu ngò. Cho nên là ăn kiểu cũng cảm thấy là Việt Nam. Khi mà nhìn thấy cái này thì em sợ là bị béo, bị ngấy. Tại vì em đã ăn khá là nhiều loại mì và sốt như thế này. Và khi mà ăn vào chỉ được khoảng 2 miếng là cảm thấy là bị ngấy và bị béo quá. Nhưng mà riêng cái này thì em cảm thấy là vị béo vừa đủ. Và em cảm thấy ăn mình không có bị ngán. Dạ, hợp lý quá chừng. Có hai cái tầng thơm. Đó chính là mùi hương thơm của ghẹ, cực kỳ biển cả luôn. Và cái mùi béo béo, thơm thơm của kem á, nó rất là vương vấn. Mặc dù cái độ béo rất là thanh, nhẹ thôi, nhưng mà cái sự kéo dài của hương thơm nó khá lâu trong khoang miệng. Nhưng mà thường thì một set omakase như thế thì nhà hàng sẽ bán trong vòng bao nhiêu tháng? Dạ, có một tháng là tụi em sẽ đổi một menu mới. Đó, cho nên nếu như mà anh ăn mà anh thèm thì anh có thể quay lại trong cái tháng đó để anh có thể thưởng thức lại cái menu này. Được rồi, mình lên món nha em á. Dạ. Món ăn tiếp theo gửi đến anh chị là món súp trứng onsen với rau củ ạ. Onsen là một kỹ thuật của Nhật Bản ạ. Tụi em sẽ nấu trứng chậm ở trong nước ấm, nhiệt độ tầm 65 độ C. Phần lòng trắng chín, nhưng mà phần lòng đỏ vẫn còn sống, hoàn toàn sống ạ. Hoàn toàn sống ha, nó khác hơn nào. Vậy thì cái miếng vàng mà vàng vàng là gì ạ? Dạ, đó là vàng lá ạ. Là vàng á? Dạ. Vàng thật ạ? Dạ, vàng 24K, có thể ăn được. 24K, wow. Ăn được. Đẹp quá à. Phần nước súp rất là thanh, ngọt, tự nhiên từ rau củ hầm nữa. Dạ đúng rồi. Rất là đáng để đến đây trải nghiệm. Tại vì là có thể ăn 10 món và có thể khám phá được nền ẩm thực fusion giữa món Nhật, món Việt, từ nguyên liệu, gia vị và quan trọng là cái cách mà
bạn đã sáng tạo nghĩ ra những cái loại sốt rất là đặc biệt. Dạ, dạ. Quá tuyệt vời. Không phải nơi đâu cũng có đâu. Dạ. Không phải dễ dàng tìm được bất cứ nơi đâu đâu. Hồi đầu em ăn set này á, em hơi lo là tại vì là ở những món đầu tiên á thì em sẽ có cái phần khó tính hơn. Nhưng mà kiểu em sẽ kiểu âm thầm ăn từ 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 để cảm nhận nó như thế nào, thì đúng là nó sẽ là một cái nấc để nó đi lên từ 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 từ. Cho nên là ở những cái món cuối như là bò nè, súp nè hay là mì thì em cảm thấy là vừa đủ, vừa cảm thấy là nhớ cái chỗ này để có thể quay lại đây để thưởng thức tiếp. Quá tuyệt vời luôn, ấn tượng quá. Ăn mạnh mẽ lên cưng. Tôi giá 750.000 so với những nhà hàng khác nên sẽ phải quay lại đây rất nhiều. Ừ. Ủa vậy là tôi ăn xong được 10 món chưa em? À, dạ, mình còn muốn khám nghiệm cho quán đặc biệt là... Đây là món quà bất ngờ dành cho ba anh em chúng ta. Đến từ Restaurant. Dễ thương quá à. Dạ, đây là phần bánh mochi lạnh dùng kèm với lại trái cây tươi bên em ạ. Mochi lạnh và ở phần món tráng miệng này thì em xin phép được phục vụ một cách đặc biệt hơn à, là em sẽ gửi tặng mỗi người một cành bông hồng ạ. Dạ. Dạ em xin phép gửi anh quà á, và anh thể đập bông hoa này giúp em được không ạ? Dạ rồi. Wow. Dạ em xin phép em. Ủa sao cánh hồng nó giòn thế ta? Dạ em đã làm lạnh nó lại á để cánh hồng nó giòn mình có thể dùng món được luôn ạ. Wow, làm lạnh. Anh nghĩ là với một nhiệt độ cực khủng nha. Dạ thì liter nhiệt độ của nó là -194°C ạ. -194°C ạ. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Dạ rồi. Giận quá. Dạ em có xin phép gửi phần ăn cuối cùng đến mình và em sẽ thích vô trong ạ. Trời tuyệt vời. Tụi anh có thể ôm em một cái được không đâu. Dạ vâng ạ. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn anh nhiều. Rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh ạ. Tôi sẽ gặp lại như ba. Dạ cảm ơn. Vào một dịp gần nhất. Chắc chắn tháng này luôn nha. Cảm ơn em. Bí mật đã được bật mí đến từ nhà hàng. Ê. Bánh mochi thì đương nhiên cái phần vỏ bánh bên ngoài rất là dẻo. Matcha bên trong á. Đó là matcha. Hương vị matcha rất là mát lạnh. Matcha mát lạnh luôn và thanh thơm. Ăn kèm chung với lại trái cây tươi. Rất là mát. Ở đây được cái là không có cái gì họ làm ngọt quá em. Dạ, đúng ạ. Rất là ngon. Sự kết hợp rất là hợp lý. Độ ngọt vừa phải. Kết hợp chung với lại trái cây có cái độ chua, cái tính chua nên là nó cân bằng lại. Và tại vì món này rất là thú vị là tại vì là có một sự trải nghiệm ẩm thực nữa. Thế là mình sẽ có một cái sự tương tác một tí, mặc dù hơi lố xíu. Nhưng mà em nghĩ là đây là một cái mà rất là khác biệt mà mọi người có thể đến với lại Restaurant. Và đối với Liên Hoàng nha, tất cả các món đều rất ấn tượng. Phải nói là gần 10 điểm dành cho tất cả món ăn ngày hôm nay. Nhưng mà phần ấn tượng nhất của Hoàng vẫn là sốt bún bò cùng với phần steak bò Wagyu. Một sự kết hợp nó quá độc đáo. Thì em thích nhân món ăn đầu tiên, bánh mì. Bánh mì với lại gan cá mặt cá quỷ. Chắc là cũng bởi vì bình thường em cũng hay ăn những đồ ăn như bánh mì khá là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay riêng một chiếc bánh mì đấy em thấy rất là lạ và chắc là cái bánh mì ngon nhất từ trước giờ em được ăn. Ồ, vậy đó hả? Khi mà thưởng thức omakase đồng nghĩa với việc là mình giao phó cái bữa ăn ngày hôm đó của mình cho đầu bếp. Dạ. Thì nhiệm vụ của đầu bếp đó là phải chinh phục khẩu vị của mình qua từng món. Thì là với em ban đầu thì sẽ hơi kiểu là nhưng mà steak bò với lại cái sốt bún bò Huế đến món đó thì em sẽ kiểu wow. Cho nên là em ấn tượng cái món đó nhất. Dạ. Và chắc chắn chúng ta sẽ cập nhật địa chỉ uy tín tại nơi đây để chào quý vị khán giả có thể đến đây và thưởng thức những sự bất ngờ và mới lạ. Địa chỉ tại đây là tầng 5 số 133A đường Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là Restaurant. Đối với Hoàng Rapper có rất nhiều niềm vui quý vị ạ. Những món ngon đương nhiên rồi, người em thân thiết của mình Chenulu.
mà bên cạnh đó chúng tôi được thể hiện cái tình cảm và sự ngưỡng mộ của Hoàng nữa dành cho Đức Anh, một bạn trẻ sáng tạo về nội dung trên mạng xã hội. Như là bạn là một trong những người truyền cho mọi người những cái năng lượng, những cái thông điệp rất là tích cực. Và những phần nhận xét ngày hôm nay của Đức Anh á, nó rất là chân thật. Tại vì em là lần đầu được trải nghiệm ạ. Em cũng rất ít khi đi ra bên ngoài các nhà hàng để ăn như thế này. Nên là với em ngày hôm nay là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Em nghĩ là sẽ trở lại đây thêm nhiều lần nữa. Cảm ơn Đức Anh. Em cảm ơn anh Hoàng. Cảm ơn tất cả các khán giả cũng đã luôn ủng hộ những cái sản phẩm của em ở trên mạng xã hội. Và em hy vọng rằng là trong thời gian tới thì những cái sản phẩm của em nó cũng sẽ một phần nào truyền cảm hứng đến mọi người nhiều hơn nữa. Dạ, và hy vọng quý vị sẽ dành tình cảm đặc biệt cho Đức Anh. Nhưng lưu ý, không bao giờ bắt chước đi đột nhập giống như anh ấy. Đó chỉ là những kịch bản đã được thương thảo trước với sự đồng thuận của những người đồng nghiệp hay là những anh chị lớn. Và hy vọng là tuần sau, anh em chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức những món ăn đầy bất ngờ, ngon miệng, đẹp mắt với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện, và rất cảm ơn trang thông tin điện tử showbiz.vn đã bảo trợ truyền thông cho chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn nhà hàng U Restaurant đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Và bây giờ chúng tôi xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Cái độ giòn rất là vừa phải, nó không quá dai, nó cũng không bị dính răng nữa. Giòn mà giòn tan á. Đúng rồi, giòn tan. Linh hồn thật sự trong cái cuốn này là cái gia vị. Cái phần hủ tiếu á, được nêm nếm cũng rất là vừa. Cho em cái cảm giác là cái mùi chảo, cái mùi khói á, nó vẫn còn đúng thoang rồi, đúng thoảng đúng ở trên đó, cho nên là ăn nó sẽ động lại ở trong cái vùng miệng của mình. Chắc chắn là chương trình này vợ của mình sẽ xem. Dạ. Và em ơi, món này rất là ngon nha. Bữa sau dẫn em đi. Rồi. Đón xem Quán Ăn Hạnh Phúc được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7 và 19:30 trên kênh YouTube Be Food Travel.